mà nói chung họ mà báo tin á nên lên tới bến xe của Châu Đốc An Giang á, thì mình cũng đi đi mình cũng hồi hộp, nói chung là đi cũng hồi hộp lắm. Thì nói trong bụng lên trển gặp không biết gặp hay không nữa, nói chung là nó báo tin rồi nhưng mà lên đó giữa chừng là nó mất mất liên lạc nữa, cái tự nhiên nó lên tới trển nó thì gặp con đó. Nhưng mà mình muốn như là có sanh đứa đứa thứ hai ra nữa. Lúc đó anh, dạ em xin phép chào anh trai nhé. Hôm nay anh về đây là anh báo tin vui cho anh em đội hiệp sĩ của Thanh Hải cũng như là cô chú anh chị trên cộng đồng mạng, đúng không ạ? Đúng rồi. Cách đây ít ngày trước thì anh cũng như là vợ của anh về đây thì cái tâm trạng, cái trạng thái thì rất là bất ổn, khóc rất nhiều, và bản thân anh là một người cha thì anh hôm đấy thì anh cũng nghẹn lòng ha. Nhưng mà hôm nay thì anh cảm thấy như thế nào? Dạ cũng mừng, thiệt mừng, thật chứ mừng người Vui con đúng không ạ? vui vậy. Hôm nay thì trạng thái tinh thần khác ha. Hôm nay mặc áo bông áo hoa đâu ha. cái anh có thể chia sẻ cái cảm giác khi mà lúc mà anh tận mắt anh thấy con anh về. Hồi mà nói chung hồi mà báo tin á nên lên tới bến xe của Châu Đốc An Giang á, thì mình cũng đi đi mình cũng hồi hộp, nói chung là đi cũng hồi hộp lắm. Thì nói trong bụng lên trển gặp không biết gặp hay không nữa, nói chung là nó báo tin rồi nhưng mà lên đó giữa chừng là nó mất mất liên lạc nữa, cái tự nhiên nó lên tới trển nó thì gặp con á. Nhưng mà mình muốn như là có sanh đứa đứa thứ hai ra nữa. Cái lúc đó anh có tin tin vào mắt mình không? Không tin, nói Không chung tin là không ha. tin vào bọn mình là được tìm gặp lại đứa con. Cái lúc đó cảm giác cảm xúc chắc vỡ òa đúng không ạ? Đúng rồi, Em ôm ôm nó là khóc thôi. ôm khóc luôn. Đúng rồi, Sao mà kiềm chế được? vậy chứ mấy bữa ở đây sao ấy được anh. Những cái ngày mà con bỏ đi thì anh thấy sao? Ăn uống có được đâu, thì nó chỉ một giây một phút được phải lo cho con rồi. Thường thường là cái tình cảm của người cha dành cho con nó rất là nhiều, nhưng mà đôi khi cha lại không 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 bộc lộ ra ngoài. Đúng rồi. Cha thì thường thường là để trong lòng, còn mẹ thì hay tâm sự. Mẹ có khi con có chuyện gì cái là xíu xíu cái là có thể là thổ lộ là con biết liền, còn khi là cha thì thường thường là giấu ở trong lòng. Nhưng mà em được biết rằng là cha thương con vô bờ bến, thường cha thương thương con gái lắm. Nhưng mà mấy đứa giờ nó không có hiểu, nói thì mình hay la vậy đó, la thì con thương, cha thương con mới la thôi, nhưng mà nó mấy đứa giờ nó không hiểu hết. Anh thấy không, hôm nay sáng nay anh về đây anh lại thấy ở trên chỗ anh em không, Quá rất đông. nhiều không, cùng đi tìm con ấy, mà đặc biệt là các bé tuổi đời rất nhỏ rất nhiều. Nhưng mà dù sao thì những cái ngày tháng gọi là đau khổ nó qua rồi anh ạ. Dạ đúng rồi. Cái này chắc là cuộc đời anh là lần đầu tiên đúng không ạ? Đúng rồi. Lần đầu tiên. Nói chung lần đầu tiên mà lần thứ nhất bước lên phà chợ Giàm của An Giang luôn, nhờ con mà mới biết cái trời đó. À, vậy hả? Đúng rồi. Vậy Nhưng là cũng cũng như là cái trải nghiệm. cái này là một cái kỷ niệm Kỷ đáng nhớ niệm trong trải cuộc nghiệm cuộc đời. đời đó. Thôi thì những cái ngày tháng gọi là đau buồn qua rồi, thì bây giờ may mắn là con đã quay trở về một cách an toàn, bình an, là cái điều đó là điều đáng mừng rồi. Hôm con về nhà mình con mừng không? Là có chứ, hôm qua em có giấy cúng cập dịch, em có cúng Mình cúng ông bà đúng rồi. ha. Đã độ cho là tìm được bé sớm đúng không ạ? Rồi em xin phép được chuyện trò với lại con gái của anh nhé. Rồi, chú chào con gái. Con gái tên gì? Dạ con tên Thư. Thư ha. Tên rất đẹp ha. Thư cũng rất là xinh. Thư cho chú hỏi này, là Thư năm nay nhiêu tuổi Thư biết không? 15 ha. 15 tuổi Thư bỏ nhà đi là đúng hay là sai? Chắc không? Chắc sai chưa? Vậy sai thì phải làm sao? Sai thì phải sửa, đúng không? Quay lại bên cha. Bây giờ chú muốn Thư làm cái việc đầu tiên là Thư quay lại bên cha nào. Khoanh tay lại. Xin lỗi cha đi con. Rồi quay lại chân thành vào. Nói lớn lên. Hứa với ba là sao? Bạn sao? Không có gì. Thư nói chuyện bé quá nhỉ. Thư ôm lấy ba cho chú nào. Ôm lấy cha. Nói với cha nói lớn lên, chú chưa nghe được luôn á.
Nó về đâu? Nó lớn lên, kêu chú cái quan đồng mạng nghe được. Con sai, con sai cũng phải xin lỗi chứ. Nào. Nó lớn lên con. Con xin lỗi cha, nói theo chú nào. Con xin lỗi cha. Từ giờ trở đi con không làm cho cha mẹ lo lắng và buồn phiền nữa. Nói theo chú. Con xin hứa lần này là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng con bỏ nhà đi. Rồi quay lại đây nói chuyện với chú. Con có thể chia sẻ cái hành trình vừa rồi con đi đâu không? Làm gì như thế nào không? Bây giờ chú hỏi này, ở nhà là ba mẹ có la con không? La chuyện gì? Con lớn lên. Là con ở nhà là con làm việc nhà đúng không? Là con nấu cơm hả? Nấu cơm thì con làm gì nào, con kể chú nghe. Con biết nấu cơm không? Dạ biết. Ui giỏi dữ hả? Con biết nấu món gì? Con biết chiên trứng không? Dạ có. Có biết nấu canh không? Rồi bây giờ là con chơi điện thoại rồi con nghe lời bạn bè rồi con đi theo đúng không? Đúng chưa? Nè chú nói nè. Ba mẹ có la con á là vì ba mẹ thương con, muốn tốt cho con và không muốn con bị những người khác người ta cám dỗ, người ta lừa đảo. Con biết không? Con có xem hết cái video mà ba về với mẹ về đây nhờ các chú đi tìm con không? Con thấy ba và mẹ khóc không? Con có thấy đau lòng không? Ủa bé nhà bé mà ít nói vậy hả? Ít nói nhưng mà nói nhỏ vậy đó. Nói nhỏ vậy hả? Bé cái tính trầm hả? Dạ đúng rồi. Không có lanh. Nó chầm chầm thôi, không lanh. Mà chầm chầm người ta thường bảo là lù khù vác cái lù. Chạy. Đúng không ạ? Ở nhà chầm chầm vậy ai ngờ đâu mà làm một phát một là cha mẹ hoảng. Nè bây giờ con gái nè, chú bảo nè. Bây giờ mình lỡ đi một lần này thôi nha. Đừng đi nữa, nghe không? Con đi thứ nhất là cha mẹ buồn phiền này, thứ hai là cực cả các chú này, cực cả các cô chú anh chị trên cộng đồng mạng này, phải bỏ công sức ra đi tìm con này. Đúng không? Nhưng mà lần này là ba mẹ cũng như là các chú là tha thứ cho con lần đầu tiên. Nhưng nếu con tái phạm một lần nữa thì mọi chuyện nó khác nha con gái nhá. Bây giờ là con phải hứa là con ở nhà chăm ngoan đi. Con là nghỉ học rồi đúng không? Bây giờ con ở nhà con phụ được việc nhà thì con phụ được cái gì con phụ. Và tuyệt đối rằng con đi đâu đó con phải xin phép ba mẹ nhá, không được tự ý đi ra ngoài. Lỡ như cái lần này mà con đi con gặp người xấu thì sao? Sao con về được? Đúng không? Bên ngoài rất nhiều người xấu con gái ạ. Tại vì con còn nhỏ lắm, con không biết được đâu. Người ta có thể dụ dỗ lừa đảo, người ta bán con đấy. Biết không? Lần này về nghe lời chú ở nhà nhá. Con có thích đi học nghề gì không? Thích học nghề gì không? Chú xin cho, chú xin ba mẹ cho. Cho con đi học. Không thích hả? Con có lời nào con muốn cảm ơn ông bà cô bác trên cộng đồng mạng không? Hồi bé chắc là bé ngại anh ạ. Anh có điều gì anh muốn cảm ơn tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng không anh trai? Con đại diện gia đình cũng cảm ơn các cô chú đã chia sẻ tìm ra được bé. Con không nói gì hơn thì chúc cả gia đình dồi dào sức khỏe. Dạ thưa cô chú anh chị thì tiếp tục ngày hôm nay anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hà lại nhận được cái tin vui của anh trai là bé. Hiện tại thì bé Thư bây giờ đã về rồi cô chú anh chị ạ. Cô chú anh chị cũng thông cảm cho bé, có thể rằng là những ngày đi vừa rồi cũng như là cái tính của bé thì có thể là ít chia sẻ cũng như là nói chuyện hơi bị bén lén của cô chú anh chị. Thì rất mong rằng là cô chú anh chị thông cảm cho bé cũng như là em không biết nói nhiều hơn thì em thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, thay mặt anh trai, thay mặt gia đình của anh trai đây là gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất tới tất cả cô chú anh chị đã luôn quan tâm cũng như là chia sẻ cái video vừa rồi để cho giúp bé sớm quay trở về một ngày gần nhất. Và ngày hôm nay thì bé đã có mặt tại đây cũng như là anh trai để mà cảm ơn anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cũng như là cảm ơn tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng.
thì em không biết nói nhiều hơn thì chúc mừng gia đình nhà mình. Thì anh trai này, từ lúc anh về cho tới thời điểm hiện tại bây giờ là anh em đội hiệp sĩ của Thanh Hải giúp anh là có lấy của anh một đồng bạc nào không? Dạ không anh, nói chung là đội hiệp sĩ giúp tận tình nhưng mà không lấy tiền. Hoàn toàn miễn phí đúng không ạ? Dạ thưa cô chú anh chị, đây là người thật việc thật nha cô chú anh chị. Bởi vì anh em trước giờ là anh em giúp đỡ tất cả mọi trường hợp đều hoàn toàn miễn phí. Nhưng mà không hiểu sao thì lại có rất nhiều người, rất nhiều cô chú anh chị khi mà nhờ anh em đội hiệp sĩ của Thanh Hải gọi điện thì lại nói là giúp cái này là phải mất bao nhiêu tiền. Thì thật sự đó là cái điều mà anh em rất là buồn. Bởi vì anh em từ trước tới giờ anh em giúp đỡ tất cả mọi người là hoàn toàn miễn phí. Không kể là người giàu hay người nghèo, mọi người về đây là ai cũng như ai giúp đỡ là hoàn toàn miễn phí hết cô chú anh chị ạ. Thậm chí rất nhiều hoàn cảnh về đây mà không có tiền xe về, anh em còn phải bỏ tiền túi ra để cho mọi người là tiền xe về. Cũng như rất nhiều trường hợp mà gia đình khó khăn về đây thì cũng được sự quan tâm của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân, cộng đồng trên cộng đồng mạng trong cũng như ngoài nước giúp đỡ. Có rất nhiều cô chú anh chị về đây mà được các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân giúp đỡ, số tiền cũng rất là lớn đó cô chú anh chị. Nhưng mà khi mà mọi người mà muốn mà cần sự hỗ trợ giúp đỡ của anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải thì cứ gọi cho số 0913785858. Anh em giúp được cái gì thì anh em sẽ giúp hết mình và giúp hoàn toàn miễn phí nha cô chú anh chị nhá. Thì hôm nay anh về đây cùng với con gái là báo tin vui cho anh em. Và anh em ghi hình đăng tải cái video này để đăng lên khắp các trang mạng xã hội để thông báo cái tin vui cho tất cả cô chú anh chị được biết. Thì anh trai cũng như con gái có đồng ý cho anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải đăng tải cái video này lên khắp các trang mạng xã hội không? Anh đồng ý không? Dạ đồng ý. Bé đồng ý không con? Đồng ý ha, bé nó nhỏ quá ha. Rồi xin phép chào anh trai nhá. Dạ. Rồi chú chào con gái nhá. Dạ em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Chúc tất cả cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe và luôn luôn đồng hành cùng với anh em để giúp đời giúp người nhiều hơn. Em xin phép xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những video tiếp theo.